Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Kuba E-Line, một là mẫu xe đạp địa hình cấu hình cao mà giá em đang bán tại cửa hàng chỉ có là 11.200.000, một cái mức giá cực kỳ hợp lý cho một chiếc xe đạp được trang bị bộ group Shimano DOG cộng với cả là phanh dầu và bộ giảm xóc hơi của Maritour. Toàn bộ khung thì các bác có thể thấy là toàn bộ khung của chiếc xe là làm từ nhôm. Tông màu em về chiếc xe với tông màu đen và kẻ với chỉ đỏ và xanh, rất là đẹp, cực kỳ thể thao và đẹp mắt. Thương hiệu Kuba rất là nổi tiếng của Đức, thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, mang model E-Line. Xe thì được trang bị bộ chuyển động group Shimano DOG. Các bác có thể thấy là bộ group này cũng khá là ngon trong cái tầm giá chục triệu. Đùi đĩa cũng DOG, đặt đĩa DOG, cộng với cả là bộ phanh dầu cũng là Shimano DOG, full một bộ group Shimano DOG, cộng với cả bộ giảm xóc hơi Maritour. Đó, cấu hình rất là cao, rất là ngon, theo cái tầm giá đang bán chỉ là 11.200.000. Tay bấm phanh dầu DOG. Tổng thể xe thì các bác có thể thấy trên hình này, xe thì còn giữ được cái độ mới nữa, cũng tương đối là tốt, từ những cái lớp sơn cũng như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể ở trên khung cả, rất là mới, đến bộ xích clip cũng rất là mới. Bộ vành bánh là 26 inch, bản lốp nhỏ, đi đường phố hàng ngày hay là những tuyến đường bình thường thì rất là phù hợp, đi nhẹ nhàng như là Novatec đi vòng cuối lỗ. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì, chiếc xe có size từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 55 cm. Thì, chiếc xe có size của nó cũng khá là nhỏ cho các bác, từ khoảng 1m61-62 đến khoảng 1m71-72 đi thì phù hợp. Group Shimano DOG với 10 tầng lip và 3 tầng đĩa. Xe có 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động lên xuống của chiếc xe bấm rất là nhẹ nhàng mượt mà. Chuyển động các thứ còn cực kỳ là ngon lành, rất là nhẹ nhàng. Đó, em vừa giới thiệu xong đến các bác mẫu xe đạp Kuba, một là mẫu xe đạp địa hình thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, cộng với cả bộ cấu hình group Shimano DOG giảm xóc hơi. Em đang bán tại cửa hàng mức giá chỉ có là 11.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.